糖鹹翅啊嚇啊！我一間翅啊係華人翅嚟嘅啊，我都喺度可以叫做啊中心啊會議中心啊嚇啊會議中心嗰度來來都有節目啊。啲公司啊，人家有會議啊，同埋有組織，俾人員一世飲食嘅，就喺阿舒肥個門嗰度，以前啊有一個學校個名噶，但係見到嗰陣好似揼爛拆咗出嚟，咁啊家一定空咗15年啦，因為呢間學校啊，佢係一係有3層嘅，真係好嘥噶嚇，家陣啦講到啊。龙舌龙，大家好，欢迎各位嚟到小弟频道街吓。今日咧系礼拜三啊，系10月10日。咁啊，我又喺在第六揾呢个地方，咁啊，帮大家再分享呢个贫富区。咁贫富区喺度啊，系有李兆旺街啊，同埋贫富区系1和2。咁啊，今日我又喺在呢个地方。幫大家分享下視頻，咁啊走緊啦，企緊呢條街啊，開始啊，幫大家分享下視頻啦。咁呢條街係叫做李兆旺街嘅。咁啊講到李兆旺街啊，係以前嗰街，係唔係咁樣咁靚嘅嚇？係地台又低啊，同埋啲街路啊又唔係幾咁乾淨，同埋有好多窿添。咁啊，經過一個時間啦，喺第六郡嗰個地方啦，又好大個發展啊嘛。咁啊，啲街路喺度啊，又整翻咗，哇，好似新加坡街添嘅嚇，因為好多人喺度住啊，咁人家又影相啊，登上網啊，又講話呢個李兆旺街係好似新加坡街一樣。啊，咁啊，我又喺咗個地方啊，幫大家分享下視頻啦。咁啊，李兆旺街喺度啊。排條街唔係幾長噶嚇，差唔多有1公里啊，從喺呢個遠墳弄嗰度，咁啊又走曬盡呢個李兆旺街啊，係叫做安陽旺街啦。啊，咁啊到喺度喺右手邊咧係有區係叫做富林住宅區啊。咁啊講到富林住宅區啊，喺第六郡啦，佢有好多區嘅嚇。係 E B C D 啊，佢有好多區啊。咁啊，走到度啊，係有一間學校啊，呢間學校係叫做中學嘅嚇啊，呢間學校叫做富亭學校啊，揾個富林啦。啊，講到富亭咧，係講到第八郡啦，有一個地方啊，有個街係叫做富亭街啊嘛，家陣咧又好靚噶嚇啊，第八郡家陣啦。有好大個發展啦！有時我哋去翻第八郡個地方啦，哇！有好多街路真係認唔出啊，因為全部都改變咗，同埋唔使擔心好似以前啊，每次落雨天啊嘛，擔心水浸啊，但係而家使唔使擔心啦嚇？全部啲街路啊，整翻曬好乾淨啊！我都有曾經幫大家分享噶啦。啊！有邊日咧，我又再好似落雨天咧，我幫大家分享喺大伯郡嘅地方睇有冇水浸啊！咁啊講到第六郡以前都係有水浸啊！講到啲平富街啊、平富區喺度啊，係以前每次落雨係水浸，好似加埋潮強添啊！下晝落雨啊，仲更加水浸添啊！嚇，哇！浸到幾恐怖啊！浸到成條街啊！我哋走車啊，全部都大份係死火啊！啲車開車唔到啊！經過嗰度啊，見到有好多店鋪啊，人家賣嘢食噶，賣菠蘿煨啊，賣水賣嘢食。呀，嗰啲應該係早喎，呀呀喺度賣粉面羊肉。啊！喺度有兩間啊，嚇兩間賣粉面羊肉。啊！喺度我見到間賣嘢食嘅，見到好似冇嘢吃噶，同埋家陣我啲鐘數幫大家分享下視頻啦，係10點
chung rồi ha. À, đi chung số dành ra vào chuẩn bị sức phản ra. Còn đi chung số dành ra thì chú cảnh sùng thôi mà. Cảm ơn cộng đồ đi lý chú Hoàng Cai ha. Dành ra vào quả đi vào cái hảo xì Singapore cái dường ha. À, rồi vào kỹ tròi cung dù. Ở mòn mòn kia cái kỹ lên kỹ phút. À. À, tôi thấy tàu á hãy chỗ sổ phiền á hồi dậu với ca à, chỗ lầu á con bạn kêu chữ tiếp bóc phải tàu á thì chì tròi xanh kìa ha không mà thấy đồ dậu giật mũi giúp chị nữa thì dậu tả giấm ngọt kìa cảm ơn mọi người hãy hạ tay dầu dậu tắt thiêu mụ rồi dậu tắt dẫm xịt kìa quản à, cảm ơn tổ tàu hãy xuất viện à, thì ca hãy chỗ sổ phiền là chỗ lầu hãy dầu sổ phiền ở can hơi duyên ở đây mình chỉ hai cung duyên à cung duyên ha à à gần cung duyên à cái cung duyên ở đây rồi thấy ở ở gì kỷ niệm nè à đây mình ở đây có căn chảo lầu à cái căn chảo lầu còn mảnh kêu chùa Lai Mình nè cà lì Lai Mình nữa cái căn chảo lầu thì có một căn là san san tiệm ha à cái căn san tiệm thì kêu chùa Trực Tu Bảo à, rồi thì cái chỗ lầu lại mình á thì kêu chùa chuyên sẻ à, mọi kia nhậu cú khắp rồi à, cái ngồi rồi tiếp tục còn tôi đi Lý Chiêu Hoàng Cai hả à, Lý Chiêu Hoàng Cai cái dãnh dầu phụt cơ ha cảm ơn bị sạch khắc dành hàng tù á bây giờ kiên đổ dầu phu đi à ờ đi cái chuyên á hả mọi người kiên hữu con trẻ đóng biển cái đó là toàn bộ phu sai à cái chuyên cơ ha à hãy đồ dẫu cả xe rồi cả mại dễ chen à ở thiên sĩ gì đó mà cảm ơn cổng đồ mại đi dễ chen hãy cái pin á dẫu hữu mại cơ à chỗ tôi kiên đủ cái lồ mòn kỹ con trẻ à đi sẽ khắp hai cái đồ á dầu hùng hùng xích à dầu dầu chung xì dầu chung phá à thùng máy uống xíu lập sạp cơ ha à kiên đủ kỹ xíu lập sạp à cũng là tổ tụng là chuyên nhập hơi đi cái hỏng hải tàu á xuyên bộ cái rồi á thầy hù su cái mảng liền kìa à chỗ tổ tụ thầy gì sập xăm hù cái à rồi cái ngồi dầu trời chậu rồi trực sẵn xíu xíu thêm cái cười vô ân dùng hoàng cai cảm ơn mọi người chuyên chỗ sổ chặt hơi thình phu dì khu à có thình phu dì khu hay dịp mảnh cười vô khu Bình Phú 2 á à. Bình Phú 2 hả đại ca à cảm ơn tôi rồi ở can chỗ lầu mà kêu chùa Tài Hỷ chỗ lầu ở đồ hơi kêu chỗ trung tâm à vui gì trung tâm à ha à vui gì trung tâm ở đồ rồi tôi dậu một đi công si à hả dành cái dậu vui gì à thôi mà dậu chủ chức à bị dành gì nó xài giảm sệt à hầu hãy tì phong à bãi à còn tôi tại hỉ can dậu lầu á à tôi thì dậu to có quậy tôi dậu thần kinh à hãy tụ bãi coi chỗ cơ ha à cảm ơn kiên tụ đi ca là Tài Hỷ chỗ lầu á à dầu hũ sụp xích có gì đi can chỗ lầu hay mũ lẩu cơ chứ hay dầu ít chằng ấy hạ tay đã vì đâu tại can cơ ha à cảm ơn dầu chỗ tụ hãy ở tàu thì an dường hoàng cái chỗ trực tôi là an dường hoàng cái kìa ha là thầy ngồi vào mũ chỗ thì an dường hoàng cái là ngồi vào chuyên chỗ sổ tiếp viên chỗ sổ tiếp viên thì cái mảng kêu chùa 59 hù à à thế thì phong đó thầy tại lục hoàn kìa tôi dậu hòa dành chư tại thầy hòa dành ở đồ á thầy xíu à cái tạo phần này làm dành chư to cảm ơn tiếng hòa dành ở đồ chị á thầy đó mày kỹ sức cổng thòng quả kìa thầy đó thầy chị mài ít xài cái phong dịch làm nhìn chị á cảm ơn thầy để còn xài dịch làm quả à tôi có đồ hệ tuyên miền dẫu cái can à của úp
khu có chuyển giao kỹ lan cơ hả, dầu lượng chết thiều lùng hãy dầu chỏ sổ pin đi ca là của ông quá hơi thầy mài cà phê cảm ơn chỗ tôi cái thầy kêu chùm sập cẩu hù cái ngồi thì hơn phan hậu á thì chỗ phan đi kêu cái kêu chùm ơn dòng quần cái kêu đường An Dương Vương á cảm ơn có cái chỗ chật chỗ chỗ thung xích hơi đi gò phu lầm có duyên huyên đó thùng mày phu lầm ở cung duyên hơi phan đi gò hà lục sản cái rồi hơi phan hà lục sản xe chạm do chỗ cảnh ở tù á ngồi thì hỏi gì chỗ thung xích hơi mũ mình kịt cái cả ha, mà còn số tù á mũ mình kịt cái trên thì cái mũ trường cả, kiên cò tài lục quần, tài bắc quần, bình xanh quần, tài mũ quần, tài giác quần thêm, cái mà chỗ tôi biết hiểu cái tôi dậu thầy xuất cái gọi cái mẻ cửa chùa mũ mình kịt cả ha, cái mà dậu tổ tôi hay si sập si hồ cái á, tổ tôi hay ở cung viện ha, cái cung viện hay cửa chùa bình phu cung viện gì có Bình Phu Dì Cung Viện Sĩ Nham ha, có đây là Bình Phu Dì á mà, cao kinh cao đầu kinh đó còn cao mải đi cao phun, giờ cao phun nhớ xỉn là không chi là ha, dành cao dầu dùng cái cao che, cắm à lai đi phò đi dễ mải, cao kinh đổ hải hồ chim mình xíu to thì cảm nhận ở trình dình à, tại phần này cao hải hướng hạ cảm ơn cá dầu sợn lì đô Hồ Chí Minh xí cảm ơn hãy đồ quẩn đủ cung dầu à cảm ơn mài dẻ cảm ơn thì điểm ăn chỉ điểm ăn chỉnh ha chỉnh thì có lượng lúc xe có hậu tiền á cảm ơn dầu lỏ cái dùng xe lái gì hả cảm ơn hãy cá pin mài dẻ đó rồi kinh đồ cà thêm à đó là che mài mài bó lọ ha mày thay có bó lọ dùng cái cà xe cũng vậy hãy học biển lai nói cái đồng xe lai chỉ mày ở đâu kinh đó cà thôi mà cà đó hay mày bó lọ dùng cái xe mà lai chỉ cảm ơn gọi vào tu chắc cái học hào cảm ơn cái dẫn đi cái học hào bị tèo khung vậy không hồi chỗ cảnh đồ cái cửa chùa vành đai ha tụi mình á hay vào cái can học hào cái cao hào thì hữu tại can kìa cũng cái hào á tài hung rõ sập kỹ liền ha dậu sập liền đó nó thấy phu chỉ tăng có phân hưởng còn đồ cái can học hào á có cái cao hào hỏi gì còn Bình Phu học hào cơ ha đi cao hào á thầy thấy có sĩ hào á thầy chuẩn bị khói sĩ thị á thầy dì xin liền liền sam liền mà tù dì xin liền liền năm liền đó sĩ hào cảm hoàn thành tí cao học hào cảm tù dì xin liền liền lục liền á cảm tí cao học hào á rồi bị học sinh tục suy cảm tủ sao không đó dậu si liền cho ha cảm ơn đi cá học hào á hội dầu dầu mình thầy á cảm ơn bị xe đọc liền sổn lâm cảm ơn có hùng lầy á cảm ơn đi dễ đập tiền á có dầu bị liệt là dầu làn á chỉ là si liền cho ha si liền hay dầu cảm ơn xình xình dình cái cá hào chuẩn bị hoài xe lâm cảm ơn xin bị học sinh tục suy thêm cảm ơn cá chảnh thì cá học hào á dầu tèo hung gió sậm liền tôi mì cải quyết gọi là hỷ phan xanh chủ tại cá học hào cũng mày cũng mày chỉnh như mà ha có kinh đó phu chỉ á tăng dầu phân hưởng cảm nhận cảm ơn ngồi rồi cho lì kia thì phong phong tại cá phân hưởng hạ cảm ơn dầu mà mãi nó co mã lụa phải với tại cá thầy xin
咁啊，呢间学校啊，以前间求知啊，我嚟起呢间学校啊，系都系用好多钱噶吓，系啊，用咗190亿噶，啊，我嚟起呢间学校。啊，又慢慢过马路吓，因为呢度都有好多车走经过。喺度见到又而家用一架汽车啊，载啲衫裤埋啊，啊，加上啲胶校又大空咗咁样咧。啊，虽然个门喺度以前系有个学校个名噶，但系见到一阵好似揼烂拆咗出嚟，咁啊，加上大空咗15年啦，即系啲间学校啊，佢系依系有啊三层噶，真係好嘥噶嚇，家陣啦，講到啊，胡志明市嘅地方咁啊，又爭學校啊，冇學校俾學生讀都唔夠啊，咁啊家陣掉空咗10几年啊，咁啊嗰人啦喺呢間學校啊，唔知點樣起啦嚇，又唔知有冇話收工減料啊，咁啊搞到呢間學校起啊又唔實淨啊，俾斜。咁啊，學校俾錢梗係唔揀啲學生啊讀書啦，因為有咩發生事咁啊，唔知點樣啦嚇。但係擠空咗10几年啦。咁啊，啲間校咧又總共啊有29个課室嘅。咁啊，跟我又轉入嗰度啲街巷街號數度，嗰度係全部啲街係用號數街嘅嚇，喺度係52号街。啊，經過度我拍喺啲片俾大家睇間學校，喺入邊學校係掉空啊，咁啊喺學校夜晚都有啲吸毒人啦喺度啊入咗度吸毒。喺度見到更加擠好多汽車。啱啱經過街路，我見到啊，嗰度人啲步級啊，起又咁高嘅。啊，啲街路喺度有可能啊，未升高啊嚇。啊，咁啊，啲街路喺度見到人家又起好高搶利。將來喺度好似有整路啊，起高啊，咁啊啲啊雕喺度啊，又冇得好似地下室一樣。啊，同我見到有兩間華人住啊。啊！華人都係做生意噶，啊，同家賣啊，賣啲嘢食噶俾狗啊。啊，經過嗰度見到有一間網鈎有古屋噶嚇，人家收裝緊。到喺度系啊，陳文嬌街。我又轉翻喺度啊，走一圈喺在呢個呢間學校嚇，掉空咗俾大家睇清楚啲。喺左手邊度啊，城區喺度而家起屋啊，又好靚嘅嚇啊，鬱昂見。起又好平嘅，啲地方以前都係一空地嚟噶，咁啊先啊分出嚟，咁啊分地出嚟，咁啊又好多屋啊起上嚟啊，望見又好齊啊，到嗰度係後邊一間學校，喺學校嗰度見到啊出啲草。哇！啲學校起又唔少錢噶嚇，以前求知人咧求知呢間學校啊係190亿，係嗰年咧係2003年，哇計出嚟，加上啲錢又唔知幾多啊，
20年前啲錢又唔同啊，家陣啲錢咧又唔同啊，家陣啲錢咧又冇咁嘅價值㗎嚇啊！以前咧錢啊真係好有價值㗎，以前我哋食一碟飯咧啊，後一碗粉面都冇幾多錢，一萬萬蚊啊有可以買到一碗粉面好成大碗啦嚇，但係家陣咧想食一碗粉面都要4-5萬。 啊喺出边一间学校见到人家有卖嘢啊，卖鸭水面啊，咪啊卖粉面，卖嘢食啊，喺度间卖嘢食卖粉面都好淡噶，喺度见到以前人家走好多啊，咁啊喺度人民度见到食。 食嘢見到少，同埋有架貨得架線啦，都唔係幾合理啊！一碗都要3萬幾4萬嘅啊！啊，經過嗰度見到啲咖啡店啊，有好賣啲啊！啊，經過嗰度見到有載貨車啊，人家上緊貨啊！喺度都係近住呢個平西街市啊，仲喺平西街市個啲地方都要3公里嘅嚇。啊，咁啊啲區喺度啊，見到人家有做貨倉啊，咁啊喺度啊上落貨。 经过嗰度系近住一间学校啊，间学校系叫做中学普通啊，平富学校啊，啲时候啊系10點幾啊吓，系有父母啊等紧学生啊放学。 啊，做父母真係好偉大嘅嚇，啊，要照顧兒女仔女，啊，要照顧錢啊，顧佢食啊，同埋顧佢學讀書，又照顧佢啊，送佢翻學，啊，接佢翻嚟，哇，真係做父母真係唔係咁簡單啊，真係好頭痛啊！家人啊，講到啊～ 啲細佬哥啊，梗係唔敢生咁多啊！生1-2個照顧唔起啊，生好似以前啦，1間啊生10個兒女仔女，真係照顧唔起啊！咁啊，到度我見到啊有啊間學校好大間㗎，哇！啊間校望幾靚，都係叫做啊遠太平學校嚇，一間學校係叫做啊～ 中学基础吓系第2级学校，系中学啊！啊，见到学校有好大阔啊！哇，喺度有个路添啊，啊，两边有石级添，俾人家接啲学生都易接嗰度。我谂呢间学校啊，工学费唔平噶吓。 我家校幾大啊！呢間校我諗學費啊都唔平噶啊，因為我走緊呢個街係叫做啊陳文橋街嚇啊，陳文橋街喺度又可以走通出去武文傑，又從喺武文傑嘅街啊，又走出去呢個侯光街，文叫做侯應啊。 嗰度都係有啊，而家做業務啊，做幫我哋打啲字啊，同埋啊，煲刀啊，煲刀吉臂啊，同埋啊賣麵包賣燒肉。
咁我走翻出睇呢度係李兆皇街，嗰度我轉右手又去返呢個永芳窿，左手去返安玉安容王。 好似呢條街啊，啲街路喺度未整㗎嚇，啊見到啊喺度嗰步級啊，人家起上去又好高啊，啊望見整起幾高。 唔知啦，大雨呢啲地方有冇水浸咧？以前啊，講到啲平埔街啊，同埋23號街啊，係落雨啊，有水浸噶嚇。啊，嗰度係有一間華人廟啊，好似大家係華人啦，咁啊，我哋好想啊去啊華人廟啊，去華人祠啊，我哋又可以嚟到啲間啊。 叫做啊草堂廟，我哋叫做啊，嗰度係32號街啊，轉右手喺度，喺出邊啊間廟啊，嗰度係草堂禪祠啊嚇啊，一間祠啊係華人祠嚟嘅。 我都有曾經入到啲街廟幫大家分享視頻啦。喺度啊，喺左手邊係有城區度啊，係啊公舊公寓。啊，我哋走出少少，因為出咗個平埔街。啊，望街咁樣啊，都有兩邊見到個街有賣好多嘢啊，賣粉面啊，賣水，賣雜貨。 到平埔街啊，喺度我哋转啊左手啊，又去翻啊后江街啊，又去翻啊23號街，跟我又走翻入条街啊，经过拍翻呢间啊土堂啊禅祠啊，俾大家睇。 企喺度啊，拍個對面咧，大家睇啊清楚啲。啊，講到啲間廟啊，有好多各位大家有熟悉啊。大家喺啊提昂啲地方住啊，啊似第11郡、第6郡、第5郡乜講到啲間。 啊，草堂祠啊，又啊好熟悉啲间嘅吓，啊，咁我又转翻右手喺度，啊，经过嗰度啊，有好多啲咖啡店啊，喺度有好多号数街名嘅吓，啊，头先啊。 32號街嗰度係28號街啊，啊有少少係啊26號街啊，喺26街喺度以前咧落雨水浸啊都係浸好犀利嘅嚇，喺度係26號街係咪23號街啊？啊喺度26號街。 系啊，夹埋一个圣雅路啊，呢个平埔街啊，以前啊有一个超市系叫做咩庄啊，咁啊啲街咩庄佢又啊破产啦吓，喺超市喺度，咁啊又冇开咩庄超市添，咁啊家阵咧佢就转咗啊俾啊泰国个超市个名叫做咩嘅，咁啊经过超市，以前咧地头好低啊，哇落雨嗰时候啊成日一处浸水啊。 今日走到度啊，走出少少，我有街系叫做啊提昂街。
陣間我又再幫大家分享呢個堤岸街啊，俾大家睇。以前我都唔知啊有堤岸街嚇，咁啊因為時間啊嘛，又去啊啲平富啊平富公園玩啊，咁啊知誒經過嗰度先知道啊有啊堤岸街嘅，葉敏叫做仔郎啊。我諗啊仔郎啊喺啊平西街市啊嘛。都好諗到呢度有個堤岸街，咁啊島道先知有堤岸街啊，島道堤岸街嚟啦嚇。啊，而家我又從喺啊右手左手度啊轉啊，啊轉集喺度。啊，經過嗰度嗰街路啊，見到個起樓高啊。喺度有13號街啊，見到個街低過呢個堤岸街。以前啲街路咧，有時冇水浸噶嚇，啊，呢度都係好多有錢人住啊，嚇，幾多大宅孤樓，同埋啲屋度啊，起好齊啊，屋望好靚。啊，咁好似係走直噶，係去翻呢個街係叫做啊。23號街啊，好耐我都冇經過呢條街啊，咁又有好多街真係唔係幾記得啊。啲街對我有熟噶嚇，但係有啲街名啊，真係唔係幾記得嘅。啊，今日咧係啊，講到農曆嘅係月啊。就是3月2號啊嚇，啊3月2號人家拜神啊拜末啊，到嗰度係啊夜啊三號街啊，去夜三號街去轉一個左手啊，啊係去翻後江街啊，啲地方以前都係啊浸水都好犀利嘅，啊以前啊我咪有拍影機，我有拍影機早啲啊拍俾大家睇，以前啊啲街路度咪整啊，哇嗰度啊～浸到幾犀利嘅嚇，浸到咁啊！家陣啊，啲街路嗰度又清咗好高啊，咁啊拍俾大家睇街路啊，俾浸水好嚴重啊，咁我又拍唔到啊嚇，哦，幾時落雨天啊，好大雨啊，邊條街浸水啊，我又幫大家啊分享下視頻啊，俾大家睇啊，小弟有開心嘅嚇，幫大家。分享視頻喺街上啊，有咁嘢啊特別特色冇啊，幫大家啊分享。同埋啊，邊位是唔係幾方便去馬路街上啊？又可以喺屋企啊睇到啊喺馬路街啊有乜嘢，同埋啲街路嗰度有賣乜嘢？我哋識嘛，我哋又啊～嚟到度揾啦，咁樣啦，大家記得幫我訂閱啦，咁我小弟又多謝大家多啦，咁啊島度有排啊，啊成一街路啊，叫做啊龍仔郎啊，嚇，叫堤岸街啊嚇，啊龍仔郎，第六郡咧係可以講啊酷仔郎啊，啊經過度見到有間屋啊，人家整個款式啊。又望見好古啊嚇，好古裝。啊，邊嗰度見到間賣啊賣菠蘿啊。邊嗰度見到幾多咖啡檔？走緊呢個堤岸街嘅嚇，走出去呢個堤岸街啊，又出翻呢個三街路係叫做永旺路啊，永旺路我又唔係幾識譯嘅，大家識呢條街名可以俾我個評論啦，我譯翻呢條街啊。啊，到喺度啊，我記得㗎，以前係有一間啊叫做 Wang Ba， 以前呢個 Wang Ba 係叫做啊 Wang Ba 2000啊。家人就冇做 Wang Ba 啦嘛嚇，
开嚟做个咖啡店。以前讲到呢间八蟹营啊，又好多各位又好熟悉噶，嚟到度饮酒啊、玩同埋打交啊。以前啊，好复杂噶吓，以前讲下少少啊，成日打交啊，攞刀啊斩人杀人。啊，到嗰度系啊四丫路，系啊平富街吓、啊。以前我经过个街，我见到个街又叫做啊提昂街啊。啊，经过度有一间生店啊，啲生店系卖饭啊，叫做天理啊饭啦，叫做金料啊。咁料嘅意思啊，即係一個陶瓷度。但係佢食咁個款咧，係越南個美食嘅，係一個款式嘅。啊，經過度都見到有好多銀行啦、啊，有幾間銀行嗰度。講到呢個平富區咧，喺度特別有好多咖啡店啊！啊，最多係平富街嘅嚇，大家好似有住近喺度啊，咁啊外國翻越南玩，咁啊出啲個平富街夜晚啦，啊好熱鬧嘅，啊好多人賣嘢食，同埋賣奶茶啊，賣咖啡啊，啊咁啊又走出喺度啊！出咗三丫路街啦，啊，经过度见到啊啲阿婆卖彩票啊，阿婆卖彩票啊，呀，系个月五号吧哈，啊，你讲啊，你讲咩大嚟？啊，你讲八大你个？八大，什么？啊，够你手头咁多，够你大只讲你。系啊。Dạ. Yeah. À, lấy con hai tà thôi, còn 10.000 con gửi cô uống nước ha. À, thôi cô cứ giữ uống nước đi. Trời nắng nóng cô uống nước cà phê này kia ha. Dạ bà. Dạ. Dạ, không gì bà. À, thôi kiên cò kiên đủ à, phò ở đâu à, xin miễn à, bóng à phò mại sổ phiêu. Có rồi, xíu thầy ổ chung gì à, bóng cái lụ dành ca mại sổ phiêu à, nhớ quầy liền chỉ tài à, cũng à, mũ à, dì nữ dưỡng, vì dì nữ là không dưỡng à, vì dì nữ họ đi có xài gia đình à, cảm ơn, à, có thất nghiệp thêm, à, thứ nhất thất nghiệp, thứ hai à, có dì nữ trẻ nữ, à, có liên ngoại chỉ gia đình, cảm ơn, à, lượng nữ có mũ kỹ đa, à, đâu không cầu à, dưỡng phụ phụ mũ, cảm ơn, à, họ đi à, phụ mũ đều yêu đi mày số phiếu à, vẫn chuyển dưỡng tự kỷ, rất là khó liền à. Cũng là tiểu đại rồi bóp một bên à, bóp người ta mua số phiếu à, một bên rồi à, à, bị người ta xíu xíu à, à, mỗi người bị à, 1-2 vạn với họ đi có tiền à, đi mua nước uống, mua gì ăn, vì à, cái người rồi thiên sự rồi xài à, rồi người ta mua số phiếu, mua 1 trang à, trả 1000 won à, bóp người ta mua 2 trang, 3 trang, 5 trang, người ta trả nó 2000 won, 1 trang trả 2000, mua 5 trang trả nó 5000 à, đơn là đều không đủ ăn cả ha. À, cũng là do tiểu đại rất trung ý à, bao người ta mua số phiếu à, bị người ta xíu xíu à, nên cái có tiền mua gì ăn. À, mà đỗ đỗ à, đối diện là à, đại lục quận à, y viện à, ha ha, đại lục quận y viện à, là ở tại đại lục quận cái địa phương à. Cũng ở đại lục quận à, là rất ít y viện cơ ha, à, chỉ là à, làm à, làm thấy có mấy căn y viện. 好似啊，啲啊第六郡醫院啊，第五郡啦，啊，同埋第十郡啊，先啊多醫院啊，啊，走出呢度系叫做啊永旺路街哈，永旺路我又唔识译噶，边位识就可以俾我评论啦。咁啊，拍视频有场啦哈，咁啊，家阵啊暂时喺度停，咁啊，此嚟啊祝大家各位啊身体健康，万事如意，工作顺利哈，或者就讲同话咪几好嘛，大家多多包容俾我啦哈。我又啊，
再见翻大家，各位新角八视频啦，再见大家，拜拜。